Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Thì từ trước tới bây giờ là Vương làm rất là nhiều về cái Google SEO, làm cho trên 4.000 tiệm rồi. Thì hôm nay là Vương sẽ chia sẻ với lại quý anh chị và các bạn cái cách để mà mình có thể tự làm được ở nhà luôn. Thì trước khi mà mình đi sâu vô cái cách làm á, thì để cho Vương show cho các quý anh chị và các bạn này mình coi cái cách, cái lợi ích của nó. Khi mà mình verify rồi mình sẽ được cái gì ha. Thì đã cho Vương show cho quý anh chị các bạn coi. Cái thứ nhất á, là khi mà mình verify được một cái tiệm ở trên Google rồi đó, thì là mình sẽ thấy được những cái keyword mà họ search mình. Thì ở đây là chỉ áp dụng cho một cái business mà có location thôi, là có physical location. Còn các business mà có service á, thì cái đó là service area là khác. Còn cái này là áp dụng cho những cái business mà mình có một cái cửa hàng, cái store. Thì khi mà mình verify xong rồi thì mình sẽ nhìn thấy được là khách hàng người ta tìm mình như thế nào. Như là ở đây mình có thể tìm được, thấy được cái keyword. Người ta có thể tìm thấy mình bằng cái keyword như là nail salon, hay là Q nail, nail salon Nimi, nail salon Nimi. Đó, mình có thể thấy những cái keyword, rất là nhiều keyword. Như là nail salon Houston, nail salon shop, pedicure. Nó họ thống kê cho mình thấy rõ ràng luôn là từng cái keyword là có bao nhiêu người người ta search mình. Đó, đó là cái keyword. Đó, best nail salon Houston, Q nail, nail place. Đó, này là thống kê trong vòng một tháng. Và mình có thể coi được là bao nhiêu người người ta discovery, là người ta tìm thấy được tiệm của mình, người ta phát hiện ra tiệm của mình, bao nhiêu người người ta search thẳng đến mình. Thì ví dụ như những cái người khách search thẳng này là khách hàng của mình đang có sẵn rồi. Rồi có thể thấy được là tổng cái lượng view của cái trang của mình. Mình có thể, thậm chí mình có thể thấy được luôn nha. Cái này Vương thấy rất là hay là số lượng người gọi vô tiệm, số lượng người ta lấy GPS người ta chạy xe đến tiệm, và số lượng người ta visit vô website của mình. Đó, cái này là người ta dùng cái Google app á, hoặc là người ta dùng trên cái phone của người ta đó, thì nó mới tính được cái này nha các bạn. Rồi mình có thể thấy được nhiều hơn nữa, mình thấy được khách hàng của mình đến từ zip code nào, bao nhiêu người luôn. Đó, thấy nó thống kê cho mình rất là rõ luôn, khu vực nào khách hàng của mình đến nhiều nhất. Thì khi mình có những cái số liệu này rồi á, mình có thể mình marketing, mình có thể mình target những cái khu vực nó nhiều, mình nhiều khách hàng, rồi mình biết được cái đối tượng của mình đến từ cái zip code số mấy. Đó, rồi sau đó là mình có thể biết được luôn là trong tuần có bao nhiêu người khách gọi cho mình. Đây là cái lượng người gọi vô tiệm thống kê theo từng ngày, như ngày thứ 6 là tiệm này có 170 coupon gọi vô. Đó, thống kê theo tháng, có thể thống kê theo giờ luôn. Đó, ví dụ như 12 giờ là khách gọi nhiều nhất, 12 giờ tới khoảng từ 9 giờ cho đến 11, 12 giờ cho đến 1 giờ khách gọi nhiều nhất nè. Đó, rồi nó có rất là nhiều cái thống kê rất là hay, mà mình khi mà mình verify được cái tiệm rồi, mình có thể mình thấy được những cái thống kê này để mà mình tiến hành mình làm SEO cho tiệm được. Chẳng hạn như mình biết được khách hàng nào là mình họ kiếm mình bằng keyword nào, cái đó rất là quan trọng. Thì như Vương là Vương làm rất là nhiều trong cái ngành nail, rất là nhiều khách hàng trong ngành nail, thì Vương thấy là những cái keyword mà người ta search nail này, thì khi mà mình biết được những cái này, mình có những cái thông tin này rồi, mình verify được cái tiệm rồi đó, thì mình sẽ có những cái thông tin này và mình mới làm SEO được. Chứ nếu như mình không verify tiệm là there's no way tôi có thể làm được SEO. SEO hiện tại bây giờ nó chia làm hai phần, một phần SEO trên mobile với là một phần SEO trên website. Lát hồi Vương sẽ nói về hai phần đó. Còn cái video này chắc Vương cũng chỉ ngắn gọn và Vương show cho các bạn thấy cái lợi ích khi mà mình verify cái tiệm nail, mình verify một cái business là mình sẽ được gì. Cái này áp dụng cho tất cả các ngành nghề luôn. Rồi cái video tiếp theo là Vương sẽ chỉ cho quý anh chị và các bạn cái cách nào để mà mình verify, để mình vô được trong cái trang này. Rồi xin hẹn gặp lại các quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.